Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã bám sát đặc điểm tình hình đời sống của các hộ dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giải quyết các nhu cầu bức thiết của người dân trong phát triển kinh tế, qua đó giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Là một trong số 13 hộ nghèo của xã Tân Tiến được nhận bò hỗ trợ để phát triển sinh kế trong năm 2023, bà Hờ My Buôn Giá rất phấn khởi khi được nhà nước hỗ trợ một con bò. Sau một năm chăn nuôi, bò mẹ đã đẻ một con bê con. Đây là nguồn động lực tiếp sức giúp bà vươn lên. Cô là rất vui mừng là nhà nước cấp cho cô, rồi sau này thì cô cố gắng là nuôi cho nó nhiều hơn. Tại xã biên giới Krông Anna, huyện Buôn Đôn, năm 2022, gia đình ông Ichinie được hỗ trợ 2 con bò giống. Đến nay đàn bò đã tăng lên 4 con. Ngoài tiền nuôi bò, gia đình ông còn có 1 hecta trồng khoai mì, đem lại tổng thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Nhờ vậy, từ năm 2023, gia đình ông đã thoát nghèo. Nhà nước hỗ trợ cho mình được vài con bò giống như này thì cảm ơn các nhà nước, các hỗ trợ của xã, của huyện hay là của tỉnh. Tỉnh Đắk Lắk được bố trí kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là 1.158 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã xây dựng và triển khai 139 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các địa phương, hỗ trợ xây mới 794 căn nhà, sửa chữa 516 căn, hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 3.000 lao động nông thôn, đồng thời triển khai hàng loạt chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm. Giữ để mà vấn đề mức độ này là khó rồi, còn để mà thoát nghèo nữa lại càng khó. Đây chúng tôi là trăn trở suy nghĩ, muốn được như vậy phải cả hệ thống chính trị, đặc biệt nhất ở thôn buôn là quản lý trực tiếp, đặc biệt nhất các chương trình từ ngân hàng chính sách và giám sát là tín dụng, sử dụng nguồn vốn đi vào cái thực tế. Làm sao mà tạo được cái sức lan tỏa giữa các cái hộ và giữa các cái địa phương, để chúng ta thấy rằng là một là cái đầu tư của nhà nước và cái chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đối với công tác giảm nghèo là một trong những cái chính sách rất hiệu quả. Cái thứ hai là cái trách nhiệm của Đảng, nhà nước đối với nhân dân trong cái việc mà thoát nghèo. Thời gian tới, để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk sẽ tạo thuận lợi hơn nữa trong quá trình giải ngân, vay vốn, hỗ trợ các mô hình để hộ chính sách dễ dàng tiếp cận, đồng thời tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đưa các công trình vào hoạt động hiệu quả, thúc đẩy quá trình sản xuất, tiêu thụ tại địa phương.